Đem ra chém con heo. Không được. Quay xuống. Đúng rồi. Tụi mày chết nha. Tóc tao tóc thiệt nha, làm 700 ngàn luôn á. Quay. Quay xuống. Quay xuống. Quay xuống đi. Mày khùng quá. Chết. Lẹ lên. Rồi đứt đồ câu con này. Quay xuống. Quay xuống mau lên. Dạ. Sao anh? Dạ, dạ. Đâu vậy? Đâu vậy? Trường cô tìm mồ côi, trên nghe dù. Lòng xót xa thôi. Dù đây. Ồ, dù diễn viên á, mà không hợp tác với bạn diễn. Trời ơi. Diễn viên gì kì vậy? Gì còn. Trời ơi, tao hợp tác với tất cả tất cả. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống, lẹ lên. Quỳ xuống. Đêm hôm nay sẽ là đêm lộ diện. Tất cả chúng ta sẽ phải đều lộ diện. Quán xuống. Cái gì? Bản thân! Cái gì bản ca? Đêm hôm nay không phải là đêm lộ diễn, chứ là đêm gì? Đêm hôm nay chính là đêm lộ hỏi. Mày hả? Còn tao chỉ là chưa lộ thôi. Thôi, kính thưa quý vị, em đi vô trước. Chị, ở trên đây chỉ có một người không lộ được thôi. Nguyễn Chí Hùng. Quý vị ơi, có vui không quý vị? Quý vị giờ số tiếp. Có gì đã 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 Em đọc lại số cho quý vị mới vô nha. Rồi quý vị nào chưa mua vé chưa? Con mua vé chưa mất công đọc lại mất thời gian của quý vị. Lý Văn Phước. Bị sốc. Ơi. Rồi bán rồi. Bán chưa? Bán rồi. Ok. Bán rồi phải không? Rồi quý vị nào mới mua vé đó, bây giờ mắc về sân khấu đem đọc lại từ đầu cho quý vị là dò là con số. Tại tụi em mới kêu có lỡ 15 con thôi, cho nên tụi em đọc rất là lẹ nha. Rồi, số đầu tiên là con số 30. 30. 30. 30. Và số thứ hai là con số 10. Số 10. Số 10. Số kế tiếp là 47. 47, bè gãy sừng trâu. Bà nội mày. 47. 47. 36. 36. 36. Có 36. Con số kế tiếp là con số. Con số kế tiếp là con số mấy chị Thi? Con số kế tiếp là con số 3. Số 3. Đau nha, mày đau thiệt nữa. Bước ra đây mắc cái chứng ôn vì mày lấy tóc giả tao phải đội. Ủa chứ mày cái tóc này tóc của ai? Tóc này tao mượn đàng hoàng, tóc này mày lấy ngang ngược, mày lấy không hỏi tao, mày thấy cái đầu nó như con chó không? Khách vô kìa, bán vé cho khách kìa. Giờ tụi em đọc lại số lần nữa. Quý vị ơi, quý vị ơi, mới vô thì tụi em đọc lại số lần nữa cho quý vị nghe nha. Dạ quý vị ơi, em sẽ đọc lại số tiếp nha quý vị nha. Đọc lại số tiếp nha. Tại vì tội nghiệp á, quý vị khán giả nó mới vô. Mà bây giờ mình cho quý vị khán giả ngồi đợi hơi bị lâu ha. Bán chưa, bán vé chưa, Phước ơi? Rồi, rồi mấy anh ơi mới vô ủng hộ giùm cho em nha. Kệ vé có 10 ngàn thôi anh. Đó, vui là chính nha. Đó. Chứ là mình để tiền mình nhậu nhẹt cũng tiêu tan. Mà ủng hộ giùm cho những người đẹp chúng em lớn lao vô cùng. Mấy cái mì chô thúi quá à. Mấy má nói chuyện hà nước vô trong đó không à. Xong chưa Phước ơi. Mình phục vụ mình phải đưa cái nhan sắc ô môi của mình ra cho mấy anh ba. Nhiều khi mấy anh ba thích gái tóc tém á. Anh ơi có vé chưa? Hai vé rồi vốn anh đó kìa rồi chị, anh chị. Ơi hai. Em lưng lửng tém nè. Ờ à, người ta tóc tém ta đẹp chơi. Mày tóc tém mày như con chó đụng xe vậy đó.
Rồi em đọc lại nha. Bác Đường Phước ơi. Rồi. Số 03 hả? 13 chưa? Dạ tụi em đọc lại một lần nữa cho mấy anh mới vô nghe rõ nha. 47. 47. Số 10. Vé nữa. Khoan, rồi rồi đọc lại tiếp nữa. Rồi thấy mẹ không? Tới sáng luôn á. Rồi từ từ đi. Quý vị đi em gái đừng, ơi. Đừng quýnh mong chị silicon không à. Cái gì? Silicon. Ừ, nãy em nghe đến silicon. Cái mặt nó giống như bị cháy nhà quá ha. Tội nghiệp dễ sợ luôn á. Xong chưa Phước ơi. Trời ơi cái con này nó u môi mà phái đàn ông má ơi. Lẹ đi bé ơi. Rồi, mình bán vé cho mình có bán thân nha. Nè nè. Em tăng cường gái đẹp ra nè. Quế, tôi giúp phục vụ mấy anh. Mấy anh nhiều khi cái gu của mấy anh là em á. Mấy anh. Hai em đọc lại thêm lần nữa nè. Lần nữa hả? Số chi quà. Số khám lớn. Số đâm heo. Số công an phường. Số xe bắt chó. Số chó. Làm gái. Chó bắt bà. Số phong thủy. Xong chưa? Ông nội ông bái lấy súng nã. Ông nội cha quỷ. Xong chưa? Em dò tiếp quá nha. Chỉ giờ nha. Quý vị hứa mấy sân khấu chuẩn bị cho số tiếp. Mấy gì đây rồi cửa ra con mấy gì đây, mấy gì đây, con 13, con 13 rồi cửa ra con mấy gì ra, con 13, con 13, con 13 rồi cửa ra con mấy gì đây, mấy gì ra rồi cửa ra con mấy gì đây, mấy gì đây rồi cửa ra con mấy con mấy mấy gì đây ao hoài vậy má, má hát dở má ao hoài à. Để đọc mùa ao 10 lần rồi đó. Ừ. Rồi gì vậy hát đấy. Lui vậy. Lui hả lui à. Cho đi vào hát nè. Anh nha. Chừng nào em mà em cái khúc mà cái lên á, cái tông số 8 thì anh mới vô nhạc nha. Có tông 8 nữa hả? Có quảng 8 đúng không anh? Anh Linh nó quảng 16 cho em. Nha. Rồi hát đi má. Vô đi má ơi. Hát liền. Mày cứ để chừng chờ mà trễ giờ. Vừa dò từ giờ có 3 vòng mà. 2, 3 vô nè. Vô liền. Ê. Mày vô. Mày vô đi. Mày cứ để người ta nói hoài trời. Mình vô luôn. Đó ngay từ bây giờ mình phải nói. Mình hát mình vô. Nhanh gọn lẹ. Kêu số nói gọn lẹ. Để cho khán giả ta chờ. Nè. Chị hay là chị hát nha. Hát đi. Bà ta dụ cho hát không vô hát. Chị hát dở mà chị khoái nó làm. Ừ. Hát đi. Vô mà liền đi má hát. Đừng có chừng chờ cái gì hết. Mình muốn hát là mình hát. Không có đợi người ta nói. Người ta nói chỉ là một cái phương diện khác thôi. 1, 2, 3. Vô đi bên trai. Con số 2 số gì đây, con số gì đây, số gì ta. Cái nhà em dỗ, cái cổ em siêu. Cầu tiêu nhà em bị nghẹ, là do bé ba đi nhiều. Anh nào con thương bé ba thì về nhà hố. Con 11, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Tại sao ta không mơ thấy em chơi cho giấc mơ. Không là giấc mơ ha. 23 hát rất là rõ lời. Quá, quýu lưỡi luôn á. Tại vì quýu lưỡi là hát rõ lời. Nhé quá. Số gì đã không, số gì đã không, số gì đã không. 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 Số gì đã không, số gì đã. Mày ao tới bà nội mày ao hoài mày. Chắc tới sáng mốt tao mới về được nhà quá kêu. Đi sao? Mày hát đi bà nội, đừng có biết sao. Hát đi. Ơi ơi số. Rồi. Hỏi ông ngực. Số. Xe qua thôi. Xe qua. Ơi. Hỏi ông ngực bị thâm kim. Hát đi bà. Nghe mấy em hát. Nghe nè. Nghe. Hát rồi.
Hôm qua anh đến nhà em ra về mới thấy để quên 5,000. Anh quay sao mà con chỉ có 5,000 mà con cũng tiếc cũng thương với má con vậy. Quê ơi em chết hoang lắm quê ơi. Tại sao ra ra đường chi tôi cho nó cắn rồi dạy. Quê ơi quê ơi con ơi mà thương con lắm quê ơi. Đó, 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 nhường sân khấu cho ba chị hát luôn đi. Okay, okay. Sân khấu đó của ba chị đó. Ok. Quê ơi. Hát mà cứ thọt thọt như hoài à. Mẹ. Thọt hoài luôn mẹ nào. Mà đẻ tôi được không mà mày nè, mày nào cũng ra đây. Mẹ thương con lắm Quê ơi. Mà đẻ tôi được không? Mà kêu tôi mà bà xong rồi mẹ. Đành làm sao. Nói gì vậy? Kính thưa quý vị, trên sân khấu hiện nay chính là cây chổi trà hiện đại nhất Việt Nam. Xin mời em đã đi một vòng sân khấu cho quý vị được thưởng thức ạ. Đi đi trà ơi, đi đi. Khoan. Chờ xíu. Nè nè. Nè. Cái đầm đồ đẹp nè, không đôi dép nè. Giúp lào ha. Rồi xin mời quý vị trên sân khấu hiện nay. Đó chính là một cặp đôi đang nổi tiếng nhất hiện nay. Hắc Bạch Vô Thường. Dạ. Cặp đôi đang làm đình đám tại Diêm Vương hiện nay. Rồi kính thưa quý vị. Hát có tên là Diệm Quỳnh. Hả? Một đứa chú hồn, đứa chú ngục hả? Chị cầm cái vô chị nói thì nè. Tên Diệm nói mày kia đây. Với hai nhan sắc này quý vị biết không? Đi ra đường là có chuyện liền cho quý vị nha. Sao? Tại sao? Làm sao chị? Đi ra đường bằng đàn theo là khi đến mỗi căn gốc là sùm. Cả bắt đầu em kêu lô tô. Năm mốt vô. Số gì đây con số gì ra dưới quê làm ăn mà không cá. Em lên Sài Gòn em đi bán rau răm. 45 số gì đây con số gì ra con đuổi đi một thằng đi con đuổi đi. Lại lên, khi các bạn ở đây. Em đang ở trong nhà. Cái thưa quý vị, ở đây. Mày lên đây. Cái thưa quý vị, cho ta cấu hiện đây, đó chính là một cô bé. Lại đây, ngay đứng. Lên đây. Tại sao tóc em hai màu vậy? Đâu tóc có nhiều. Quý vị nhìn kỹ đi. Hả? Ha? Gái đứa mà hói nguyên chùm tóc đen em. Em nhuộm ombre. Ombre. 800,000. Đi ra ngoài mua cái kem đánh răng đánh đi. Miệng thúi quá. Không phải thúi là những cái miệng không đánh răng. Chứ sao? Là do cái bao tử nó bị hư. Đó, bởi vậy người ta mới gọi bà là cái gì biết không? Con bóng có lỗi với đường hô hấp.
Còn bà biết con bóng có lỗi với giường gì không? Được gì? Được tiết niệu. Cái da đầu của bà hiểu không? Nó không có mọc tóc được. Ủa rồi làm sao? Mọc tóc rồi làm sao? Bà là con bóng da liễu. Ôi đây, ơi, ta đang hát mà hò ơi, đang hò nè. Ờ, con mày. Anh hỏi tự nhiên qua hỏi đêm nay đi đâu? Ta đang hát kìa. Vui không? Anh đi chăn trâu anh rất là vui. Anh có con bạn nó hay bị khùng, nó hay bị xàm. Tao đánh mày chảy máu, tao đánh mày liếu láo, tao đánh mày xanh xao, tao đánh mày ào ào con 16. Con 16, con 16. Con gì ra con người tay ra con số gì ra. Con 16 con chết thờ hơn xin lô xin dừng chân. Tụi em kêu vậy mà anh vẫn kinh được, hay thiệt. Chúc mừng anh trai đã có kinh. Anh vẫn có khả năng mà tập trung dò số để kinh. Trời, cái bữa nay chồng tôi kinh nhiều quá ta. Mọi người ơi, cho Triệu tập bé Tư về lại đoạn đầu đài. À, Quệ ơi đừng có ôm. Em ôm nhìn giống mẹ bồng con quá à. Nói đâu, xứng đôi vừa lứa nè. Cái gu anh thích là lạ ha. Thích bê đê bị khùng. Anh đứng yên tại chỗ cho em dò số coi số nào. 02. 02 là số nào? Số 16 để mới kêu kìa 02. Em hỏi anh, anh nhậu có vui không? Kêu số nha, con 16. Trời, chị thấy chị dò số gì kiểu gì vậy? 16 gì điểm kia qua, có 1. Có 1 nha quý vị, có 1, không có 2 con số 16 đâu nha. Con số tiếp theo, số 2. Số 2, có 2. Số 2 là có 2. Có 2 à, đúng rồi. Một có 2 cái, có 2 cái nha mọi người. Con số 23. 23, điểm đúng là 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Đúng rồi! Em ăn quên con đủ rồi! Em sợ phát! Anh nữa! Chồng em mà đứng nữa! Bi đê bốc gió nó đánh em quá trời, anh không can! Rồi hai vợ chồng làm đám cưới luôn! Kỳ ghê đó! Cưới luôn! Rồi! Cưới vợ chồng nó nữa! Lâu lâu mới được cầm tờ giờ số rồi nói chuyện. Dài, mình mất dài chờ đánh mày đó. Giờ vô nữa nè. Vô đi. Qua một lan tòng quân có không? Có. Biết số mấy không? Không biết. Số 35 lúc đó qua một lan tòng quân đó. Sao bị 35 tuổi. Rồi ok. Đủ số 4 luôn. Có đủ 4. Anh đủ rồi. Ê, anh đủ rồi. Đủ. Anh đủ rồi. Đủ. Bây giờ anh chọn đi. Anh chọn một trong những con gấu này ở dưới đây. Nè. Bây giờ á, anh lấy gấu bông hay gấu bóng nè. Gấu bóng hay là gấu heo? Gấu bóng. Bóng gấu. Heo. Gấu bóng heo. Đánh dừng coi nè. Nè Khúc Giang. Con gấu. Con này nè. Trời, con gấu à, bám. Anh đem về đi. Anh em về mừng thịt heo. Heo bị tai xanh ế lắm. Heo này heo bị tai xanh rồi. Bây giờ thích gấu rồi nè. Nè gấu đó cha. Cha. Trời ơi. Con này con gấu chứ con gì cha. Cha ơi cha, con này cha. Con gấu này là con chồng cuối mới trời. Hiểu không? Thôi có đã thằng thân không. Thôi nó nghe nè. Lấy bộ tóc giả nó về làm BD đi. Quỷ. Là đàn ông còn đòi hỏi ở BD nữa. Anh nghĩ sao anh đòi hỏi tụi em vậy, tụi em có con được. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Bán vé hả? Sao bà ngồi đó làm chi bà không bán? Bà ngồi chi bà không bán? Bà kêu tôi không bán. Giữ tiền hả? Bà đứng đó đâu ai cướp đâu má. Đứng lên đi. Rồi, bây giờ quý vị ơi, những cái đẹp chúng em đang chàng xuống dưới á, quý vị đã đến đây rồi, là quý vị đã yêu mến.